bạn là chỉ sự xâm hại của người khác đối với con, là sự xâm hại bên ngoài đối với bên trong. Đây là quên hủy bằng. Tại sao phải quên lời hại? Nếu con muốn có được đồ vật có lợi cho bản thân, nhưng người khác lại cạnh tranh so đó với con, làm con không có được lợi ích này, thì con phải làm sao? Vậy thì phải loại bỏ chấp trước đó trong tâm mới được. Tại sao phải quên sinh tử? Mới tu ban đạo vì sợ sau khi chết sẽ xuống địa ngục, cầu đạo ban đạo sẽ trở về lý thiên, cho nên các con mới tu ban, phải vậy không? Vì sợ thiên tai nhân họa đến với bản thân nên mới mau mau tu ban đạo, có không? Những quan niệm này đều không chính xác. Những điều này chỉ là căn thức trợ giúp con tu ban đạo, chỉ là quá trình mà thôi, không phải là căn bản. Cho nên các trò đều là bản sự nhân viên rồi, đòi hỏi các con nghe lớp cho nhiều. Đây là phương pháp đơn giản nhất, căn bản nhất, khúc rễ nhất. Bên ngoài đối với bên trong, đây là quên hủy bằng.